Hello, xin chào anh chị đã quay trở lại kênh Nhà Bình Chánh Nguyễn Thành Vũ ha. Anh chị ơi, hôm nay Vũ sẽ giới thiệu cho anh chị một cái căn nhà và giá cũng Thành Vũ thấy cũng khá là mềm nha anh chị. Với diện tích là ngang 5m và dài là 20m, nở hậu 7,5m, sổ hồng riêng luôn nha. Và gần khu công nghiệp Cầu Tràm, gần Đinh Đức Thiện, gần chợ Bình Chánh ha. Thì căn nhà mình với giá là 1 tỷ 500 triệu thôi. Đó. Và với pháp lý sổ hồng riêng thì căn nhà này Thành Vũ nghĩ là diện tích bự như thế này là rẻ nhất thị trường luôn anh chị. Và đường của mình á là ô tô nha, ô tô 4 chỗ 7 chỗ có thể ra vào thoải mái luôn nha anh chị. Đó, như bên đây thì đang mở tiệc thì ô tô ra vô quá trời luôn. Nhà mình á thì nằm trong một cái khu dân cư hiện hữu hết rồi nha anh chị. Đó, tất cả nhà đều ở san sát với nhau hết rồi. Và chủ thì đang ngợp ngân hàng cho nên là đành bán một cái căn nhà giá cực kỳ mềm luôn, rẻ hơn giá mua ban đầu rất nhiều luôn nha anh chị. Căn nhà của mình á là thiết kế theo kiểu máy hộp ha, nhà phố liền kề nha anh chị. Nhưng mà được cái diện tích rất là rộng luôn. Và ở đây thì mình có thêm một cái khoảng sân ở bên hông cực kỳ bự luôn. Ở đây thì phía trước nhà mình thì có khoảng sân phía trước rồi. Khoảng sân này thì mình làm một cái cổng, thì cổng không có khuôn đất nha. Nếu mà mình làm cái cổng mà khuôn đất luôn á thì càng bự nữa ha anh chị ha. Ở dưới thì gạch chống chân trượt và làm sẵn mái che cho mình rồi ha anh chị. Phía trước khoảng sân này thì cũng khá là bự rồi. Tiếp theo chính là cái điểm nhấn của cái căn nhà này chính là cái mảnh đất kế bên nha, dọc dài từ trước ra sau anh chị, rất là rộng luôn. Như anh chị thấy một chiếc xe máy để lọt tỏm vô trong đây luôn đó, rất là nhỏ so với cái diện tích khoảng sân này ha anh chị ha. Đó, và nở hậu ha, nhà có hậu, nhà nở hậu, làm ăn có hậu nha anh chị. Và được ốp lát gạch chống chân trượt đầy đủ cho mình hết rồi, từ trước ra tới đằng sau, và làm thêm khoảng sân ha. Về nếu mà mình không muốn mình mở những cái này ra nè thì cái khoảng sân này cực kỳ mà sáng luôn anh chị. Đó, từ trước ra đằng sau làm sẵn hệ thống mái che này kia luôn rồi. Căn nhà này anh chị chỉ cần thêm khoảng vài chục triệu nữa thôi, mình bổ sung vô để mình tút tát lại căn nhà ha, thì nó sẽ như mới luôn nha anh chị. Nhà thì nó hơi cũ một xíu nhưng mà Thành Vũ thấy chất lượng nó vẫn còn ok ha. Gạch chống chân trượt đầy đủ cho mình. Mặt ngoài của căn nhà thì được ốp loại đá nha, ốp đá nha anh chị, đá hoa cương nha, rất là đẹp luôn. Màu đỏ ha. Và phía bên trong cái không gian phòng khách của căn nhà đây rất là rộng luôn anh chị. Ở trên thì trần lao phong thạch cao, do hiện tại là khơi đang cúp điện nha anh chị, lâu quá không ở nên cắt điện rồi, cúp điện cho nên nó hơi tối một xíu, anh chị thông cảm nha. Nếu mà về thì bên Thành Vũ sẽ mở điện lại cho nha anh chị ha. Ở dưới thì gạch chống, ở dưới nền nhà thì ốp lát gạch 600x600 nha. Gạch chân tường từ trước ra sau, và không gian ở đây, không gian phòng khách cực kỳ rộng luôn, gạch chân tường đầy đủ cho mình. Và cầu thang mình thì được đặt cuối ở đây nha anh chị. Ở trên thì trần lao phong thạch cao, có bóng đèn tam hoa này kia nữa, và ở đây mình bật đèn lên thì rất là sáng luôn anh chị. Phía sau này thì cầu thang lan can tay vịn gỗ kính cường lực ha, rất là dày luôn. Và ở đây thì đá hoa cương. Giữa không gian phòng khách và phòng bếp thì mình có thêm một cái là những cái lam gỗ nè, những lam gỗ này mình để rất là nhiều đồ ở đây ha anh chị ha. Và không gian ở đây là không gian bếp nhà mình đây, một không gian bếp chữ L nha anh chị, rất là bự và rất là dài luôn. Trên thì trần lao phong thạch cao rồi, ở dưới tủ bếp, dưới tủ bếp, trên tủ bếp gỗ hết nha anh chị, tủ bếp gỗ hết đó, rất là im. Và không những thế, mình còn thêm một cái khoảng sân phía sau cực kỳ rộng luôn anh chị. Đây, một khoảng sân phía sau cực kỳ rộng luôn. Kế bên thì nhà vệ sinh nha. Ở đây thì mình còn thêm một khoảng sân phơi nữa, làm đầy đủ khuôn mái che cho mình rồi ha. Nếu mà về mình làm thêm cái chỗ lấy sáng nữa thì cũng Thành Vũ thấy ok hơn anh chị. Tại vì đang bây giờ mình nó rộng nhưng mà diện nó hơi tối một xíu nha anh chị. Gạch chống chân trượt đầy đủ cho mình rồi ha. Bên đây thì không gian nhà vệ sinh nè. Nhà vệ sinh thì anh chị cùng cameraman xem sơ qua ha. Thì không gian nhà vệ sinh thì đang giờ cúp điện, nó cũng nhìn nó cũng hơi tối nha anh chị. Đó. Rồi, bây giờ cô chú anh chị cùng nhìn lại tầng trệt của căn nhà trước khi mình lên lầu để xem những thông tin tiếp theo nha. Đây, không gian cầu thang của mình lan can tay vịn gỗ kính cường lực nha anh chị. Và đầu tiên thì mình có một cái căn phòng ngay phía sau. Thì phòng ngủ ở đây thì căn phòng nào cũng có cửa sổ luôn. Cửa sổ này thì thông ra phía sau. Phía sau thì cũng nhà văn thôi, anh chị có thể nhìn qua khung cửa sổ ha. Không có mô ma này kia đồ ha anh chị ha. Đó, nhà văn san sát với nhau. Và cửa của mình thì cũng cửa nhôm kính mờ nha anh chị. Tiếp theo chính là không gian nhà vệ sinh thì đặt cuối nhà đây. Vòng cầu rồi gạch ốp lát chân tường đầy đủ cho mình. Và lavabo, vòi hoa sen đầy đủ ha anh chị ha. Phía trước này thì mình còn thêm một cái không gian nữa, không gian phòng ngủ hoặc phòng thờ đều được nha anh chị. Phòng này là phòng lớn nhất luôn. Có luôn một cái cửa sổ cặp bên nữa anh chị, cho nó thoáng nha anh chị.
đó, rất là bự và rất là thoáng luôn. Cửa của mình á thì cửa hai cánh nha, để thông ra ngoài ban công. Và này á, thì mình nhìn ra ngoài ban công này á, thì được ốp lát gạch ở dưới và lan can sắt nha anh chị. Đó, nhà dân thì san sát với nhau, ở hiện hữu ha, và với giá là 1.500.000.000 thôi, anh chị sở hữu ngay căn nhà này nha anh chị. Giá full hoàn toàn luôn. Căn nhà là ngang 5 và dài là 20m nha anh chị. Nở hậu 7,5m nha. Giá của căn nhà là 1.500.000.000 nha, còn bớt xíu lọc cho anh chị nữa. Và giá trên là giá full hoàn toàn luôn, không phát sinh bất kỳ chi phí gì thêm. Pháp lý là sổ hồng riêng hoàn toàn luôn nha anh chị. Đó, anh chị nào quan tâm thì nhớ gọi số hotline cho Thành Vũ nha. Thành Vũ xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video kế tiếp.